Bạn đang đến với kênh YouTube chính thức của báo Vietnamnet. Sau đây là những tin tức thời sự nóng hổi nhất được cập nhật trong 24 giờ qua. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Công an tỉnh Lạng Sơn vừa triệt phá một căn cứ đánh bạc quy mô lớn với hệ thống đường hầm dài hơn 300 mét với các lối thoát hiểm, hàng rào phức tạp nhằm tránh sự truy xét của lực lượng chức năng. Cụ thể, qua công tác trinh sát, nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát Hình sự phát hiện một tụ điểm đánh bạc hoạt động với phương thức, thủ đoạn tinh vi tại nhà của Lạc Văn Lỉm, sinh năm 1972, trú tại thôn Cốc Nam, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng. Xung quanh nhà là hệ thống tường rào dây thép gai bao quanh. Lối vào khu vực đánh bạc được thiết kế xây dựng các tuyến đường hầm dài trên 300 mét với hàng chục lớp cửa sắt kiên cố. Hai bên là tường gạch bê tông chắc chắn, phía trên được gia cố bằng các thanh sắt. Có hệ thống camera giám sát được kết nối đến màn hình và bố trí người theo dõi, cảnh giới để phục vụ tổ chức đánh bạc, đối phó với cơ quan chức năng. Hồi 17 giờ 30 phút ngày 27 tháng 10 năm 2024, Phòng Cảnh sát Hình sự chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Lạng Sơn triển khai 4 tổ công tác cùng 15 cán bộ cảnh sát hình sự và 45 cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động đồng loạt bao vây, tấn công từ nhiều hướng vào ổ bạc, bắt giữ toàn bộ các đối tượng đang sát phạt nhau bằng tiền dưới hình thức sóc đĩa, gồm 13 nam và 19 nữ, trú tại nhiều huyện của tỉnh Lạng Sơn và các tỉnh lân cận như Quảng Ninh, Thái Nguyên, Bắc Giang và Hải Dương. Tại chiếu bạc và trên người các đối tượng, lực lượng công an phát hiện thu giữ tổng số tiền trên 150 triệu đồng, 29 điện thoại di động các loại, 2 xe ô tô cùng nhiều công cụ, phương tiện phục vụ vào việc đánh bạc. Quá trình đấu tranh, ban đầu các đối tượng khai nhận đường dây đánh bạc này do Trương Văn Thế, sinh năm 1984, trú tại huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang, trực tiếp đứng ra tổ chức đánh bạc. Sới bạc hoạt động từ 15 giờ đến 24 giờ hàng ngày và được tổ chức thành nhiều kênh. Các con bạc vào sới phải nộp từ 200.000 đến 500.000 tiền hồ, tiền phế và bị kiểm soát chặt chẽ, thu giữ điện thoại trước khi vào phòng bạc. Trước đó, vào ngày 16 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang cũng đã phối hợp cùng tổ công tác của Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an và đơn vị chức năng triệt phá thành công một sòng bạc với quy mô lớn trên địa bàn xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Cụ thể, sau thời gian theo dõi, mật phục, vào khoảng 11 giờ 45 ngày 13 tháng 10 vừa qua, trong lúc các đối tượng đang sát phạt nhau bằng hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại khu đất trống phía sau nhà Nguyễn Minh Hùng, sinh năm 1966, thuộc tổ 18, ấp An Thuận, xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh phối hợp cùng tổ công tác Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an và các đơn vị chức năng bất ngờ ập vào, các đối tượng bỏ chạy toán loạn nhằm thoát thân. Tuy nhiên, lực lượng công an đã kịp thời truy đuổi, bắt giữ 36 đối tượng liên quan cùng tang vật thu giữ tại hiện trường và trên người các đối tượng gồm hơn 118 triệu đồng cùng nhiều điện thoại di động, xe mô tô và tang vật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc của các đối tượng. Quảng Bình, nhói lòng cảnh lắp giàn giáo, kê cao quan tài, chờ lũ rút an táng. Mưa lớn hai ngày qua khiến hàng nghìn hộ dân ở thị trấn Kiến Giang và xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình bị ngập sâu. Nước lũ bùa vây, một số nhà có người thân mất, phải lắp giàn giáo kê cao quan tài, chờ lũ rút mới an táng. Do ảnh hưởng của cơn bão số 6, gây mưa to đến rất to, kéo dài từ 26 đến ngày 28 tháng 10, khiến gần 30.000 ngôi nhà ở Quảng Bình bị ngập. Đặc biệt là hai huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy, tại thị trấn Kiến Giang và xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, hiện còn hàng nghìn ngôi nhà chìm trong biển nước. Trao đổi với phóng viên Vietnamnet, ông Trần Công Thoán, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy cho biết, mưa lớn khiến 2.000 ngôi nhà bị ngập nước, trong đó có hơn 1.000 hộ dân bị ngập sâu. Theo ông Thoán, nước lũ ngập mênh mông, giao thông bị chia cắt, toàn xã phải cắt điện lưới để đảm bảo an toàn. Tại địa phương, có ông Đặng Đại L, sinh năm 1960, do ốm đau lâu ngày, đã mất vào thời điểm mưa lũ lớn. Do nước ngập sâu nên người vợ phải lắp giàn giáo để kê quan tài của chồng lên cao. Phía chính quyền cũng đã hỗ trợ các gia đình ở khu vực nước sâu sơ tán đến vị trí an toàn. Ông Thoán cho biết, tại xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy có 1.236 hộ dân, nhưng chỉ có khoảng 20 hộ dân chưa bị ngập nước. Trong đó có gần 600 hộ bị ngập sâu trên 1 mét, các hộ còn lại ngập dưới 1 mét. Ông Dương Công Nhân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lộc Thủy cho biết, hiện lượng mưa đã giảm, nước đang rút, song vẫn còn hàng nghìn hộ dân chìm trong biển nước.
chính quyền đã hỗ trợ các hộ dân yếu thế, nơi ngập quá sâu đến các nhà văn hóa hoặc ở ghép với các hộ có nhà cao, kiên cố hơn để đảm bảo an toàn. Hôm qua, chúng tôi đã đưa 29 hộ dân với 71 nhân khẩu ở vùng ngập sâu đến vị trí cao hơn, ông Nhân nói. Cũng theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lộc Thủy, ở địa phương có cụ Dương Thị Hờ, sinh năm 1950, trú xóm 4 Tuy Lộc, xã Lộc Thủy, mất vì bệnh ung thư nhưng do nước lũ ngập nhà nên chưa thể đưa đi an táng. Để nước không ngập quan tài, hàng xóm đã đến gia đình hỗ trợ lắp giàn giáo, kê quan tài lên cao. 8 giờ sáng hôm qua cụ bà mất, nhưng do nước ngập nhà và đường nên hàng xóm đã hỗ trợ gia đình làm giàn giáo, kê quan tài lên cao. Ở địa phương có phong tục khi có người mất, hàng xóm sẽ đến hỗ trợ. Nếu thời tiết bình thường thì tổ chức mai táng, nhưng trong lũ lụt, tạm thời khâm liệm xong rồi kê giàn giáo đặt tại nhà để phòng tránh nước lũ. Sau khi nước lũ rút, chính quyền và người dân sẽ cùng gia đình tổ chức lễ mai táng, ông Nhân nói. Theo báo cáo nhanh lúc 17 giờ ngày 28 tháng 10 của tỉnh Quảng Bình, lượng mưa đo được tại trạm bơm huyện Lệ Thủy là 784,6mm, mực nước 4,6m, trên báo động 3 là 1,36m. Thị trấn Quán Hào, huyện Quảng Ninh có lượng mưa lớn tới 665,5mm. Đến 17 giờ cùng ngày, mưa lớn khiến 28.341 ngôi nhà bị ngập, trong đó riêng huyện Lệ Thủy có 15.801 ngôi nhà bị ngập, huyện Quảng Ninh có 11.540 nhà bị ngập. Đại học đầu tiên công bố thưởng Tết, hiệu trưởng và lao công cùng nhận 25 triệu. Một trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố thưởng Tết Ất Tỵ năm 2025. Mức thưởng áp dụng chung từ hiệu trưởng đến lao công. Trao đổi với phóng viên Vietnamnet, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Hoàn, hiệu trưởng trường Đại học Công thương thành phố Hồ Chí Minh cho biết, mức thưởng Tết Ất Tỵ 2025 của trường là 25 triệu đồng trên một người. Mức thưởng này được thực hiện theo quy chế chi tiêu nội bộ áp dụng từ năm học 2024-2025. Tất cả cán bộ, viên chức, người lao động, lãnh đạo trường có thời gian làm việc từ 1 năm trở lên, không phân biệt chức danh, vị trí, bằng cấp đều nhận thưởng bằng nhau. Đối với các trường hợp công tác tại trường dưới 1 năm, những trường hợp có thời gian nghỉ làm việc, không hưởng lương sẽ được tính theo số tháng làm việc thực tế. Trường hợp nghỉ hoặc chuyển công tác, nếu nhân sự có thời gian làm việc tại trường trên 6 tháng mới được thưởng. Mức thưởng tính theo số tháng làm việc tại trường. Mức thưởng này không áp dụng đối với hợp đồng công nhật, thời vụ. Ngoài ra, nhà trường cũng dành một khoản để lì xì đầu năm cho cán bộ, giảng viên, nhân viên cũng như quà tặng cho cán bộ lãnh đạo, nhà giáo đã nghỉ hưu. Hiện trường Đại học Công thương thành phố Hồ Chí Minh có gần 800 cán bộ, giảng viên và nhân viên. Quỹ thưởng Tết của trường năm nay ước tính gần 20 tỷ đồng. So với năm 2024, mức thưởng Tết của trường tăng thêm 5 triệu đồng trên một người. Thầy giáo trèo xuồng vào trường, hơn 3.000 học sinh nghỉ học vì nước dâng cao. Sáng nay, ngày 29 tháng 10, nước sông Buông dâng cao gây ngập lụt nhiều khu vực ở Đồng Nai. Do đó, hơn 3.000 học sinh phải nghỉ học do nước tràn vào trường và chia cắt nhiều tuyến đường. Ông Võ Văn Minh, trưởng phòng giáo dục đào tạo thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho biết, do tình hình nước lũ đổ về phức tạp rạng sáng nay, một số trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn phải cho học sinh nghỉ học. Cụ thể, mực nước sông Buông hiện dâng cao bất thường, gây ngập lụt nghiêm trọng tại nhiều khu vực thuộc thành phố Biên Hòa. Đặc biệt, tình hình ngập lụt tại phường Phước Tân diễn biến hết sức phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của người dân và hoạt động của các trường học. Theo ông Minh, riêng tại trường trung học cơ sở Phước Tân 1 đã có hơn 2.600 học sinh phải tạm nghỉ do nước lũ tràn vào trường. Đại diện nhà trường cho biết, thời điểm nước dâng cao, chỗ sâu nhất đo được là gần 1 mét, khiến toàn bộ phòng học và một số phòng chức năng tại tầng trệt bị ngập. Bên cạnh đó, một số trường gần sông Buông cũng bị ảnh hưởng do nước lũ chia cắt một số tuyến đường, khiến hơn 500 học sinh phải ở nhà. Trước tình hình trên, ngành giáo dục đã chỉ đạo các trường cho học sinh nghỉ học và sẽ có phương án dạy bù phù hợp. Tuy nhiên, ông Minh cũng cho biết thêm, nếu tình hình ngập lụt kéo dài, các trường sẽ xem xét đến phương án dạy trực tuyến để đảm bảo chương trình học không bị gián đoạn. Hiện tại, khu vực miền Trung còn mưa lớn nhiều nơi do ảnh hưởng từ hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, suy yếu từ bão số 6, bão Trà My và không khí lạnh tăng cường. Dự báo, mưa lớn còn kéo dài hết tháng. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 10, ở khu vực từ Quảng Bình đến Đà Nẵng đã xảy ra một đợt mưa lớn trên diện rộng với tổng lượng mưa từ 200 đến 400mm, cục bộ có nơi trên 700mm. Riêng đêm qua và sáng nay, ngày 29 tháng 10,
khu vực từ Nam Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ đến 8 giờ sáng nay, cục bộ có nơi trên 100mm như Hoành Sơn, Hà Tĩnh 108,2mm, Quảng Kim, Quảng Bình 149,6mm, Cam An, Quảng Trị 201,2mm, Quảng Điền, Thừa Thiên Huế 119mm. Dự báo ngày và đêm 29-30 tháng 10, khu vực từ Nam Hà Tĩnh đến Đà Nẵng tiếp tục có mưa to 70-150mm, cục bộ có nơi trên 300mm. Trong đó, ngày và đêm nay, những khu vực trên có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa từ 50-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Ngày và đêm mai 30 tháng 10, mưa lớn ở khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi với lượng mưa từ 30-60mm, cục bộ có nơi trên 120mm. Cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn trên 100mm trên 3 giờ. Ngoài ra, ngày và đêm nay ở khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 50mm. Theo cơ quan khí tượng, từ ngày 31 tháng 10, mưa lớn ở khu vực Trung Bộ giảm dần. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, lũ quét trên các sông, suối, sạt lở đất trên sườn dốc. Ngoài ra, cơ quan khí tượng cũng cho biết, hiện nay lũ trên các sông Kiến Giang, Quảng Bình, tại Lệ Thủy đã đạt đỉnh và đang xuống. Mực nước sáng nay đang cao hơn báo động 3 là 1,32m, sông Thạch Hãn tại Quảng Trị đang xuống và ở dưới báo động 2 khoảng 0,3m. Lũ trên sông Kiến Giang sẽ xuống chậm, đến sáng mai 30 tháng 10 xuống mức 3,1m, trên báo động 3 là 0,4m. Cảnh báo sông Thạch Hãn, Quảng Trị, sông Hương, Huế dao động ở mức báo động 1. Tình hình ngập lụt tại huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình kéo dài trong 36 đến 48 giờ tới. Quảng Bình là tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 6 Chami, nhất là vùng rốn lũ Lệ Thủy. Theo cập nhật mới nhất vào sáng nay, ngày 29 tháng 10, tại Quảng Bình, mưa đã giảm, nước lũ bắt đầu rút chậm ở các huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy, thành phố Đồng Hới. Theo báo cáo mới nhất của tỉnh Quảng Bình, tính đến sáng nay, toàn tỉnh có hơn 32.700 nhà dân bị ngập lụt, 58 thôn, bản bị chia cắt, các tuyến đường giao thông bị ngập tại 76 điểm, sạt lở 13 điểm, 3 tàu cá bị chìm, sạt lở 1,5 km kè biển. Mưa lũ đã làm cho một người chết tại huyện Lệ Thủy, một người mất tích tại huyện Quảng Ninh, hơn 230 hectare hoa màu, 4.000 con gia cầm, gần 400 hectare diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại. Toàn tỉnh đã di rời 1.249 hộ dân với 3.681 nhân khẩu. Trong đó, huyện Lệ Thủy di rời 99 hộ với 373 nhân khẩu, huyện Bố Trạch di rời 13 hộ với 53 nhân khẩu, huyện Quảng Ninh di rời 1.105 hộ với 3.125 nhân khẩu, huyện Tiên Hóa di rời 2 hộ với 9 nhân khẩu, thành phố Đồng Hới di rời 30 hộ với 121 nhân khẩu.